Tài đã quay trở lại với tin giải trí. Và bây giờ hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất mỗi ngày nhé. Vừa chia tay bạn trai, Ngọc Trinh lại khoe quà Valentine, nghi vấn có tình mới. Sau hơn 2 năm hẹn hò bí mật cùng bạn trai đại gia, hơn 20 tuổi, cuối năm 2019, Ngọc Trinh đã thông báo cả hai đã đường ai nấy đi và cô chính thức gia nhập hội độc thân vui tính. Hậu chia tay, Ngọc Trinh nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống. Nữ hoàng nội y vẫn giữ được thần thái sang trọng, nhan sắc tươi trẻ khi xuất hiện tại các sự kiện. Cô còn hoàn thành căn biệt thự triệu đô với không gian bên trong hơn 800m². Mối quan hệ giữa Ngọc Trinh với tình cũ được cho là vẫn tốt đẹp khi cô từng chia sẻ: "Anh bảo em, nếu cảm thấy không ổn hãy nói với anh vẫn ở đây, vẫn yêu và vẫn chờ em." Dù vậy mới đây, Ngọc Trinh bất ngờ chia sẻ bó hoa siêu to được một người mà nữ hoàng nội y gọi là cậu bé dành tặng. Cách gọi này khiến nhiều người nghi ngờ rằng cô đã có bạn trai mới, người này còn ít tuổi hơn Ngọc Trinh. Từ trước đến nay, gu của Ngọc Trinh vẫn là những người đàn ông chững chạc, lớn tuổi. Liệu sau cuộc tình vừa qua, người đẹp này có thay đổi chuẩn chọn bạn trai của mình hay không? Ngọc Trinh khoe bó hoa màu hồng siêu to khổng lồ với dòng trạng thái: "Cảm ơn cậu bé nha, a à, hi hi." Cận cảnh biệt thự 50 tỷ xa hoa của Ngọc Trinh tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc Trinh đã hoàn thành căn biệt thự triệu đô cực rộng để đón Tết Nguyên Đán với gia đình. Căn biệt thự của Ngọc Trinh to nhất khu phố, rộng hơn 800m², trị giá đất và nhà thô lên tới 24 tỷ đồng, riêng tiền thi công và nội thất lên đến trên 20 tỷ. Căn biệt thự với nhiều phòng ngủ, hồ bơi, sân vườn và đặc biệt ngôi nhà có thiết kế không gian mở với hệ thống kính trông rất rộng rãi và hiện đại. Không chỉ gây choáng ngợp với không gian phòng khách 130m² siêu sang chảnh, mà không gian sống của Ngọc Trinh vô cùng rộng rãi và tận dụng hầu hết bằng ánh sáng tự nhiên. Là một tín đồ hàng hiệu, Ngọc Trinh đã thiết kế một không gian để chứa quần áo, giày và túi sách cực kỳ lớn. Mọi nội thất trong căn nhà đều được người đẹp trang hoàng theo tông màu trắng và hồng. Dịp Tết này, ba mẹ của Ngọc Trinh từ dưới quê lên giúp con gái trang hoàng nhà cửa, nấu nướng. Người đẹp cũng thiết kế phòng dành riêng cho ba mẹ và các con của mình trong tương lai. Ngọc Trinh có kế hoạch sẽ sinh một bé trai và một bé gái, nên đã làm sẵn một căn phòng cực đáng yêu dành cho hai con. Trong ngày đầu năm mới, hội bạn thân của nữ hoàng nội y cũng đến chung vui ăn bữa tiệc tân gia ấm cúng với người đẹp. Có thể nhận ra nữ diễn viên Quỳnh Thư, đây là người bạn thân hơn 10 năm từ lúc Ngọc Trinh mới bước chân vào showbiz. Cả hai vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp, gắn bó dù hiện tại mỗi người một định hướng công việc riêng. Ngoài ra, bữa tiệc còn có sự góp mặt của nhà thiết kế Đỗ Long, người thường xuyên tạo ra những bộ trang phục bắt mắt, lộng lẫy để Ngọc Trinh xuất hiện trên thảm đỏ. Chia sẻ về năm 2019 vừa qua, Ngọc Trinh bày tỏ: "Nhìn chung năm 2019 được nhiều hơn là mất, được kênh YouTube nhiều người yêu thích, hy vọng năm sau sẽ có nhiều nội dung phong phú hơn và được mọi người ngày càng đón nhận. Cái được cuối cùng siêu to khổng lồ, và vui nhất đó là dư được một căn nhà như ước nguyện, háo hức lắm luôn. Hiện tại điều mình mong muốn nhất đó là chuyện tình cảm sẽ hạnh phúc, sẽ gặp được đúng người, đúng thời điểm, đúng tất cả để có được hạnh phúc viên mãn. Vì tình yêu hạnh phúc thì công việc cũng như mọi thứ trong cuộc sống đều sẽ được thăng hoa." Ngọc Trinh tên thật là Trần Ngọc Trinh, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1989, quê quán ở Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại bình luận, cảm nghĩ của mình về video.